gặp nhau thì tại làm sao mà lại mất nhiều thời gian thế mới đủ? Dạ, khi gặp ảnh thì em cũng không để ý tới ảnh đâu. Nghĩa là em không hề để ý ảnh. Dạ, tại vì đặc thù ảnh là bộ đội, với lại lúc đó là ảnh là học viên nữa, ảnh không được xài điện thoại, cuối tuần ảnh mới được xài hai ngày thôi. Lúc đấy thì hai vợ chồng thì chỉ nhắn tin qua lại thôi, rồi từ từ có cảm tình với nhau thì hỏi em đồng ý làm bạn gái anh không, thì vợ em cũng đồng ý, thì lúc đấy thì hai vợ chồng quen nhau luôn tới bây giờ. Trong khoảng thời gian đó ở Bến Tre có anh nào có đuổi mình không? Dạ cũng có, nhưng mà em bảo là em đã có bạn rồi. Ồ, nghe chưa? Hai vợ chồng em thì vừa mới ở gần nhau cách đây khoảng 2 tháng thôi vậy. Ôi dạ, cưới được mà. Dạ. Cưới được 1 năm nhưng mà ở với nhau mới 2 tháng. Anh xin cảm ơn em rất nhiều vì 7 năm qua đã dành hết thời gian để chờ đợi anh. Cảm ơn em vì đã chọn anh làm chồng. Xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân và các đồng chí đang có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Em xin được giới thiệu, em là Nguyễn Thế Hiển. 29 tuổi, quê ở Bến Tre. Hiện tại thì đang công tác tại phi đội 2, trung đoàn 917, sư đoàn 370, quân chủng phòng không quân. Đây là vợ của em. Rồi, dạ. Mời em. Em xin chào anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân cùng toàn thể các đồng chí xem chương trình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngô Thị Anh Thư, 27 tuổi, quê ở Bến Tre, hiện đang công tác tại phòng tham mưu kế hoạch ban kỹ thuật trung đoàn 917, sư đoàn 370, quân chủng phòng không không quân. Rồi. Rồi cái cơ duyên nào mà Thư với Hiển này gặp nhau? Dạ thưa anh, là cũng vào dịp tình cờ thôi. Lúc đó là em đang học viên năm thứ nhất. Thì em được nghỉ phép về quê chơi. Ngày hôm đấy thì bạn của em có rủ em đi chợ hoa chơi. Thì cũng có rủ vợ em theo. Trong lúc đi chơi thì em cũng để ý cô này, thấy cô này cũng xinh xắn, dễ thương. Nhất là cái nụ cười đó anh. Công nhận. Nhìn dễ thương lắm, thế là em cũng thấy em thích. Về nhà thì em có gặp bạn em lại xin số điện thoại cô này. Rồi hai đứa cũng nhắn tin trao đổi cũng gần hơn 1 năm thì hai đứa mới chính thức quen nhau. Wow, dạ. Hơn 1 năm, nàng kiêu dữ ha. Dạ. Thế thì hai vợ chồng là cùng quê Bến Tre đúng không? Dạ vâng. Vậy là đã có một cái sự gắn kết ngay từ đầu rồi. Dạ. Có một điểm chung. Và khi mà gặp nhau thì tại làm sao mà lại mất nhiều thời gian thế mới đủ? Dạ, khi gặp ảnh thì em cũng không để ý tới ảnh đâu. Nghĩa là em không hề để ý tới ảnh. Dạ, tại vì đặc thù ảnh là bộ đội, với lại lúc đó là ảnh là học viên nữa, ảnh không được xài điện thoại, cuối tuần ảnh mới được xài 2 ngày thôi. Bảo sao mà mất hơn 1 năm, bởi vì cuối tuần mới được nhắn 1 tin. Dạ. 1 tháng nhắn được có 4 lần. Vậy là hai người yêu xa bao nhiêu năm? Dạ, tụi em là yêu nhau khoảng, yêu xa là khoảng 6 năm anh. Thôi ơi, 6 năm yêu xa, rồi 1 năm gặp nhau mấy lần? Dạ, 1 năm thì cũng, nếu mà em được thì em sẽ xin phép về. 1 năm được 2 lần. Còn nếu mà dịch thì có khi em 1 năm cũng không về. Có khi 1 năm về 1 lần cũng có. Có nghĩa là 2 năm dịch là coi như là hầu như là không gặp luôn. Dạ đúng rồi. Sao mà yêu được hay vậy? Nể quá trời luôn. Nhưng mà cái lúc đó là chỉ là có tình cảm thôi chứ có yêu không? Mới đầu thì cũng có tình cảm nhưng mà sau rồi em cũng yêu. Tại ổng nhắn quá mà. Mà nói nghe nè, nhắn tin có mùi mẫn anh. Dạ, đặc thù ảnh là bộ đội á, ảnh cũng sống khuôn khổ nên là cũng không có tình cảm lắm. Rồi cái tin nhắn tỏ tình đó là như thế nào? Lúc đấy thì hai vợ chồng thì chỉ có nhắn tin qua lại thôi, rồi từ từ có cảm tình với nhau thì hỏi em đồng ý làm bạn gái anh không, thì vợ em cũng đồng ý, thì lúc đấy thì hai vợ chồng quen nhau luôn tới bây giờ. Bây giờ luôn. Đến bây giờ luôn. Vậy là ra trường cái là cưới luôn đúng không? Dạ vâng, ra trường thì cũng được xin phép hai bên gia đình thì hai đứa tiến đến hôn nhân. Phải cưới vội chứ, cô này sinh như nay mà để ở ngoài lâu như thế thì làm sao mà yên tâm công tác đó được. Em mới nói đó, anh mới hỏi, bây giờ mới hỏi đây. Đó thì có trong cái khoảng thời gian 6 năm mà chỉ nghe được cái giọng nói và lâu lâu mới nhìn qua hình, có bao giờ em cảm thấy em tủi thân, chạnh lòng và muốn coi như là muốn dứt điểm với ông này không? Để tìm một cái cơ hội, tìm một cái gì đó nó mới mẻ hơn không? Dạ, thì cũng có tủi thân. Nhìn bao cặp khác Tết lễ rồi ta đi, tức có đôi có cặp, mình thì lại ở nhà, mình cũng tủi thân nhưng mà sao mình suy nghĩ lại, mình tự động viên an ủi mình. Trong khoảng thời gian đó ở Bến Tre có anh nào có đuổi mình không? Dạ cũng có, nhưng mà em bảo là em đã có bạn rồi. Nghe chưa? Có thử cố tình hỏi câu đó đó để cho Hiển nghe đó. Lúc mà quen nhau thì hai vợ chồng cũng xác định là sẽ quen yêu nhau xa rồi nên phải tin tưởng lẫn nhau thôi, chứ thật ra thì em cũng không lo về mấy chuyện đấy cả. Thì mình yêu nhau rồi mà, thì cứ tin tưởng vào nhau là sẽ được thôi, nên em cũng không có gì mà phải lo lắng hết đây nè. Trong khoảng thời gian đó hai đứa có giận hờn rồi có cãi nhau qua điện thoại không? Dạ cũng có giận, xong rồi lại
nói chuyện lại. Vậy là hai vợ chồng cưới xong một cái là rút ngắn khoảng cách là được về với nhau đúng không? Dạ. Dạ. Thế cưới xong một cái thì mọi thứ đến cho đến tận bây giờ thì có vui vẻ, có biến cố gì xảy ra không? Dạ, sau khi cưới á, lúc mà tụi em vừa cưới xong thì cũng có một cái biến cố là em là lại bị chấn thương chân. Ồ. Lại đi nằm bệnh viện khoảng 2 đến 3 tháng gì đấy. Ôi trời. Xong rồi em lại về đơn vị công tác thì vợ em lại đi học xa. Hai vợ chồng em thì vừa mới ở gần nhau cách đây khoảng 2 tháng thôi vậy. Ôi vậy hả? Dạ. Cưới mà. Dạ. Cưới được 1 năm nhưng mà ở với nhau mới 2 tháng. Trời cưới ơi. Được 1 năm mà đã 3 tháng trong bệnh viện rồi. Dạ. Xong rồi 2 tháng mới đây mới được ở nhà gần nhau. Trời. Dạ. Tội quá vậy. Bây giờ cái chân em nó đã bình phục hết chưa? Dạ, hiện tại thì chân em đã bình thường hết rồi. Dạ. Nhưng mà sao bị chấn thương dữ vậy? Em chơi thể thao thì nó bị đứt dây chằng anh. Trời ơi. Biết. Dạ. Ngay mà đá bóng đúng không? Dạ không, em đánh bóng chuyền vậy. À, đánh bóng chuyền. Lúc mà ảnh nằm trong bệnh viện là chắc em là ở trong đó túc trực suốt hả? Dạ. Chắc là lúc đấy là em sẽ thấy là sự quan trọng của người vợ. Dạ. Khi mà mình đau ốm bệnh tật, người bên cạnh chăm sóc mình sẽ là cái người mà mình trân trọng nhất đúng không nào? Ừ. Lúc đấy thương. Cảm thấy thương vợ nhiều hơn. Thương vợ rất nhiều. Dạ. Thì cái thời gian mà chăm sóc chồng như vậy á, nó có những cái khó khăn gì với em hay không? Dạ, thì cũng không khó khăn, ảnh cũng dễ, anh cũng hiền. Ảnh thương em nữa cho nên là em chăm, em cho ăn gì thì ảnh thương em chăm, em cho ăn vậy đó. Giống cho em bé ăn vậy đó. Thấy hai vợ chồng như vậy là mới về ở chung với nhau được 2 tháng. Dạ. Thật ra trong 3 tháng ở trong bệnh viện thì ít nhiều cái lúc đó là không thể nào mà thể hiện được đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Không có thể hiện đâu. Đúng. Tại vì lúc đó là chỉ có thể hiện yêu thương thôi. Đúng. Chứ không có thể hiện cái tật xấu. Đúng không? Chỉ có về ở chung nhà 2 tháng qua có cái tật gì nó lòi ra không? À, thưa anh chị thì bình thường em là bộ đội rồi. Tính mình cũng gọn gàng ngăn nắp. Nhưng mà thật ra thì về nhà thì vợ còn hơn cả mình nữa. Wow. Là vợ rất ngăn nắp. Dạ, gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ. Chỗ nào phải để ngay chỗ đấy mà lệch đi một tí là lại OCD, cảm nhận cảm ra mình rồi. Dạ. Mà mỗi lần cảm ra như vậy thì nó khó chịu dữ không? Dạ cũng không nè. Thì cái mức độ cảm ra nó như thế nào? Thì vợ em cũng nói này nói kia xong rồi em lại dọn dẹp rồi lại thôi. Vợ chồng lại thôi, không có gì nữa. Nói chung là quá kỹ. Dạ. Hỏi gì nữa? Hiện tại thì tụi em mới sống 2 tháng thì em chỉ thấy cái đấy thôi ạ. Mỗi cái cảm giảm thôi. Dạ vâng, còn trời cái kia thì cái cảm giảm là cái mà chị thấy là 100 đôi cả 100 đôi chồng nào cũng kêu vợ cảm giảm hết á. Dạ. Thế thì chắc là chị muốn vợ là như là bớt cái cảm giảm đi. Cảm giảm lại thôi. Dạ. Hay là khỏi thay đổi. Dạ, hiện tại thì em thì phụ nữ mà anh thì lúc nào thì người ta cũng phải cảm giảm tí. Đúng rồi, đi. Em nói đúng đó. Dạ. Thế nên là cái đấy cũng không phải tật xấu luôn. Dạ. Thế nghĩa là chả có tật xấu gì hết. Kinh tế nhà ai nắm? Dạ chắc thì chắc chắn là vợ em nắng rồi nè. Mà cô ấy mỗi ngày phát cho nhiêu? Cái này thì không phải phát theo ngày nè, phải tính theo tháng. Dạ. Tháng được nhiêu nói ra coi có hơn tôi không? Tháng thì cũng đủ sống mình xe chạy xe xăng từ nhà vào đơn vị rồi lâu lâu cũng gặp anh em tí thôi nè. Dạ. Mỗi lần mà muốn trình xếp coi như là ứng miếng để mà đi giao lưu này nọ đồ thì có khó chịu không? Dạ cũng có tí khó chịu thôi chứ. Khó chịu. Rồi bây giờ tới Thư đó. Dạ ảnh bình thường thì ảnh cũng hiền, ít nói lắm. Nhưng mà ảnh đi tiếp khách có tiệc gì ảnh có một tí men vào là ảnh về là ảnh nhây lắm. Nhây nựng, anh cứ nhắc, anh nhéo, anh cứ làm em mà càng không thích là ảnh càng nhắc nhéo nựng. Đó là nhây đó. Dạ. Rồi, còn gì nữa không? Dạ thì tụi em cũng mới sống mất 2 tháng rồi, em mới có thấy ảnh độ nhây chứ bình thường ảnh cũng hiền. Có lãng mạn không? Dạ ảnh thì không có lãng mạn. Dạ ảnh thì không có lãng mạn. Thật ra cái nhan nó là đáng yêu mà. Đúng rồi. Đúng không? Nhan cũng đáng yêu mà càm ràm cũng đáng yêu. Ừ. Đó cho nên là thôi hai vợ chồng hoàn hảo quá rồi, không có khuyết điểm gì hết. Rồi. 10 điểm. Bây giờ trước khi kết thúc á. Dạ. Thì hôm nay nhân cái dịp mà đến với chương trình. Ừ. Thì Hiển. Thì thật ra cặp đôi của các bạn á, bên nhau thì nó mới đây thôi. Dạ. Nó rất ngắn. Ừ. Nhưng các bạn đã yêu nhau nó rất dài. Đúng. Và đặc biệt là trong cái thời gian yêu nhau các bạn đã không có quá nhiều thời gian để gặp nhau. Ừ. Để tìm hiểu nhau. Cho nên hôm nay nhân cái dịp này thì anh muốn Hiển có một cái lời nói hay là một cái cách bày tỏ gì đó với Thư được không? Dạ. Nha, đứng lên. Hai vợ chồng đứng lên nắm tay nhau đi được không? Nó rất đẹp. Nha. Cũng nhân dịp chương trình hôm nay thì anh xin cảm ơn em rất nhiều vì 7 năm qua đã dành hết thời gian để chờ đợi anh. Cảm ơn em vì đã chọn anh làm chồng. Tuyệt vời quá. Anh cảm ơn Thư, cảm ơn Hiển nha. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn hai bạn. Vợ chồng em sẽ luôn luôn đầy ắp những sự yêu thương. Dạ. Công việc tất cả mọi thứ nó thật tốt.
vai trò và trách nhiệm, hoàn thành tốt tất cả những cái công việc. Con chỉ chúc hai vợ chồng sẽ sớm có một thiên thần đáng yêu và sẽ giống y hệt hai bố mẹ luôn. Chắc chắn rồi, làm sao luôn. Đó, trai gái gì cũng sẽ đẹp hết đâu. Đúng. Dạ. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng. Cảm ơn hai bạn. À. Ba em giới thiệu về mình. Em tên là Lê Minh Trí. Em là kỹ sư công nghệ thông tin khoảng chừng 10 năm. Nhưng mà thời gian gần đây thì em về làm giám đốc không lương cho bà xã của em. Vậy à. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi Trí? Em 33 tuổi. Rồi, còn em? Dạ, em tên là Lê Thị Xuân. Hiện tại em đang kinh doanh trong lĩnh vực spa và mỹ phẩm. Em năm nay 25 tuổi. Hai em gặp nhau trong một cái ngày đẹp trời như thế nào? Và câu chuyện tình của hai bạn lãng mạn ra sao? Kể cho anh nghe. Dạ, em với ảnh gặp nhau cách này cũng 4 năm rồi. Thì lúc đó ảnh từ ở bên Úc về, vừa mới đi công tác về. Thì em thì lúc đó đi theo bạn của em, được làm mai cho bạn của ảnh. Thì em thì ham ăn, hồi đó còn nhỏ thì đi ham ăn thì đi ăn thôi chứ cũng không quan tâm gì hết. Ấn tượng đầu tiên thì em gặp thì em thấy sao ở đây ai cũng già với xấu hết, mà ảnh thì là xấu nhất với già nhất luôn. Trời ơi. Ảnh mà để tóc hai mái mà tóc thì dày, đâu có được đẹp như đang trường đâu. Rồi rất là đen mà mập nữa. Rồi mặc đồ thì già lắm chị, áo sơ mi dài, rồi quần thể dục mà còn mang vô giày đát nữa. Nói chung là em không ấn tượng gì hết, mà ảnh còn ham ăn hơn cả em nữa. Đó thì em gặp cô này thì như thế nào? Cũng nhìn cũng thấy dễ thương, trắng trẻo, nhưng mà em hoàn toàn là em không có thích, em ác cảm. Tại vì em không có thích con gái, con nít gì mà ăn mặc gì mà hở hang kiểu đó, rồi đi hẹn hò gì lung tung ý. Đó là kiểu đó đó. Là em không thích đó phải không? Nghĩa là hai bên không ai thích ai. Nhưng mà đến cái lúc nào thì hai bạn bắt đầu thích nhau? Có anh bạn á, ảnh làm mai cho cặp kia á, thì ảnh thấy cặp kia thì có vẻ không thành rồi, cái ảnh bắt đầu nhiều chuyện, ảnh làm mai em cặp này. Ảnh thì ảnh nói với em á là thấy Chí sao anh thấy cũng thích em á. Thôi em không thích đâu, già quá à. Rồi anh còn nói với anh Chí là ê thấy nhỏ đó sao, tao thấy nhỏ đó cũng thích mày á. Rồi sao nữa? Em thấy tự nhiên bé này nó thích mình ta, thôi kệ, quen thử coi sao. Nhưng mà em có tin là cái anh kia nói là anh này thích em không? Dạ tin chứ chị, tại lúc đó em còn trẻ mà ảnh già vậy thì em cũng nghĩ chắc khoái gặm cỏ non thì cũng nhiều. Em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà nhỏ bạn em á thì nó nói mày với anh Chí quen không hợp đâu nha, anh Chí chỉ quen mày chơi là cẩn thận dạng vậy. Em nghe vậy em tức lắm chị, cái em nghĩ là em phải cua cho bằng được luôn. Cua xong hả em bào tiền nhiều lên tỏ cho đỡ cần biết. Tự nhiên chê nhà mình nghèo rồi kia không xác định rồi quen chơi người ta không. Cái mối tình này bị hai ba người đơm đặt lận á, đúng không? Dạ. Cái người nhưng mà kia... cái đó là thật á chị, cái mà ảnh nói gia đình em vậy là thật. Thật luôn hả thiệt không? Lúc đó là em cũng đứng tuổi rồi, cũng 30, nói chung công việc cũng ổn định, cũng ok. Thì lúc đó thì lần đầu tiên em hẹn với lại vợ của em á, là em qua nhà, em chở đi đám cưới. Thì em thấy nhà cũng hoàn cảnh cũng khó khăn, nếu mà em mà tiếp tục nữa thì chắc là sẽ vất vả, khó khăn lắm. Thì em mới về em nói với bạn em là thôi chắc tao không có tiếp tục nữa đâu. Vợ bé Xuân nhà hoàn cảnh cũng hơi phức tạp quá. Đó, cái bị nghe học lại. Xong rồi, cuối cùng xong là... Xong cái bạn của em để nói cho bạn kia. Bạn kia nói cho bạn vợ mà nghe. Một lần nói là dặm thêm miếng mắm miếng muối vô. Đó trời phạt đó, bây giờ làm không công luôn á. Không có một công bạc luôn á. Rồi bây giờ nè, khi mà em tiếp cận với cô này và bị vào cái lưới tình của quen cho bỏ ghét đó, thì đến bao lâu thì em mới phát hiện là em yêu cô này thật lắm? Vợ em thì lúc đó nó ngây thơ lắm, như lúc mà dụ em á, ngây thơ lắm, trong sáng lắm, lúc nào cũng thánh thiện á đó. Em chỉ diễn thôi chị. Chị biết mình đã đặt mục đích rồi mà. Dạ, em cảm thấy là giống như em là sống dài người hùng vậy. Cái tùng cái bắp đúng không? Dính lưới rồi đó. Nhưng mà đến bao lâu thì cái tình yêu trong em dành cho anh này nó thành sự thật? Lúc sau rồi em thấy ảnh thương em dữ lắm, thương nhiều quá. Xong rồi em có nói với mẹ em, mà lúc đó em cũng có cảm động chút xíu rồi. Cái mẹ thì thấy ảnh cũng lớn rồi, sợ con gái bị dụ. Mẹ nói bây giờ thương thì mua nhà ở đi. Mà em biết là khả năng của ảnh không có, nhưng mà ảnh cũng chạy vậy lắm chị. Cái lúc đó em thấy tội nghiệp quá. Già già mà hả, mắt nheo nheo vậy nè. Rồi tay nhìn khổ đen đen nữa. Mà cứ lái xe đi tìm đất khu này rồi chung cư khu kia để mua nhà. Em thấy tội nghiệp quá. Cái em nói với mẹ là con nghĩ là không có được đâu. Mẹ nói rồi mê quá rồi các thứ. Cái em nói với ảnh thôi chắc không hợp. Ảnh nói thôi để anh cố gắng, hai đứa cứ tìm hiểu này nọ các thứ để mua được chung cư rồi trả góp trong 20 năm mấy chục năm á. Xong cuối cùng là quyết định là không, tại vì thấy như vậy sẽ mang nợ cả cuộc đời luôn. Xong rồi hai đứa quyết định là không có mua nhà nữa. Rồi bây giờ anh muốn hỏi cái kết quả là hai đứa có nhà chưa? Dạ hiện tại bây giờ thì tụi em không những có một căn mà có rất là nhiều căn và cơ sở kinh doanh cũng rất là phát triển. Câu chuyện rất dài. Nhưng mà cho đến cái câu vừa rồi của em thì anh phải nói rằng là anh không riêng vì anh mà với chị Vân cũng như tất cả những người ở đây đều phải nói đâu là rất chúc mừng hai vợ chồng em cho tới thời điểm này. Giờ đáo hạn lại cái chuyện mà lúc mà yêu nhau đi, yêu nhau lúc mà còn khó khăn còn thử thách á, rồi em có biết là em đang bị thử không?
Không, em không biết đâu chị, giờ em diễn giỏi lắm. Em chuyện nào mới biết. Sau đó thì là em bỏ ra một số vốn để lập nghiệp lần đầu tiên. Thì lúc đó là do hoàn cảnh thì là công việc cũng nhiều á, nên em với vợ em dọn về ở chung với vợ em luôn. Thì lúc đó thì tức là hai đứa sống thử trước gì đúng không? Dạ đúng rồi. Sống thử trong bao 3 năm là 3 năm. Ồ. Em có chia sẻ chút xíu là tụi em quen nhau 3 năm là gần như không có một ngày nào là tụi em không ở bên cạnh nhau luôn. Có nghĩa là có nhiều người còn một tuần gặp một lần, còn tụi em là ngày nào cũng gặp nhau, sáng thức dậy là làm, xong rồi tối thức dậy cũng gặp nhau, trừ khi thời gian ảnh đi làm em ở nhà, mà trưa ảnh về nghỉ chơi chút xíu á cũng phải đi giao hàng cho em, tại vì em tiết kiệm lắm chị, tiền mà xe ôm đi giao á thì em phải tốn tiền 20 ngàn 30 ngàn, còn ảnh đi thì em đỡ phải tốn. Rồi nên... tân nghiệp phiếu rồi. Rồi bây giờ thì hai đứa có tin vui chưa? Dạ chưa, nhưng mà chắc sắp có. Đã có nghĩ tin rồi phải không? Hả? Tức là vợ em hồi trước là giờ là không có muốn không có muốn có con, không nghĩ tới, nhưng mà em thì em rất muốn là có con. Nhưng mà dạo này gần đây vợ em là cũng muốn rồi, cũng thích có em bé rồi. Nhưng giờ chỉ còn dướng cái là sợ đau quá, không biết sao. Sợ đau gì? Đau, đau đẻ hả? Dạ. À, yên tâm, với vấn đề đó cứ liên hệ tôi có bạn. Dạ. Nhưng mà bây giờ là áp lực công việc bớt rồi phải không? Dạ. Rồi bây giờ anh hỏi nè, bây giờ ngoài cái chuyện là cái như là tiết kiệm phải không, và hà tiện, như không dám thuê người, nhờ chồng mình đi vận chuyển đồ cho khách hàng nọ đó, còn có cái tính xấu đáng yêu nào không? Vợ em thì nhiều tính xấu lắm. Vợ em thì bước ra đường lúc nào cũng là xinh đẹp lộng lẫy hết á. Nhưng mà ở trong nó rất là bề bộn. Tức là đồ đạc mà em xếp từng cái, em treo từng cái lên, mà chỉ cần kiếm một cái thôi là chỉ bưới quăng đầy hết phòng. Ngày nào em cũng phải dọn mấy lần. Rồi còn cái nữa là rất là hay kiếm chuyện với em. Tức là bực ở đâu á, quay ra trúc anh em à. Đi lên hầm nhìn anh mập thù lù chán chết. Trời ơi. Mỗi lần nghe vậy em có bị nhói lòng không? Em biết là đang gặp cái chuyện gì vậy nè. Quen rồi phải không? Em cũng né. Tại vì em làm dịch vụ mà, nhiều cái trường hợp em bực mình lắm mà mình đâu có thể là nói được với ai đâu. Nhìn ảnh là bực mình lắm. Sau mỗi lần em nói sao anh mập quá vậy, thấy ghét quá đi. Không, anh đô mà, anh hết bụng vô vậy nè. Không, anh đô mà vậy đó. Anh đô giọng hay nhất á. Lúc mà anh vui thì anh sẽ giỡn như vậy, còn lúc mà anh cũng đang bực luôn thì bảo đảm hai đứa sẽ cãi lộn. Mà mỗi lần bực vậy cãi lộn lại thì nói sao? Thì vợ em hổn luôn, hổn với em luôn, tao mày luôn. Cái em tức quá em giơ tay nè, mới có nhá nè, quýnh lên tay tua luôn. À đó, em bị quýnh liền tay liền. Dạ chưa, bây giờ hết em quýnh ảnh không? Lên bờ xuống ruộng luôn hả? Tại vì em nóng quá thì ảnh nhịn em đi, và ảnh cứ nói lại là em sấn tới, anh mới nói gì đó, một bọc tay, anh nói nữa, bọc tay nữa. Chung là em quýnh xong thì em thấy tội nghiệp lắm. Em vừa tức mà tự nhiên thấy thương quá, tự nhiên quýnh mình xong khóc ngon lành nha. Bà hối hận khôn dễ sợ luôn. Ảnh mà ôm em lại hay gì là em cào. Cái tay hả chảy mới luôn, mỗi lần dậy xong á em kêu mấy đứa cắt móng tay đi chị đi. Xong rồi mới nói chị mới cào anh Chí đó hả chị. Em biết luôn đó phải không? Dễ thương quá à. Nghe nè, mỗi lần hối hận vậy á, có nấu ăn rồi bồ đắp lại. Em hối hận lắm, lúc đó em sẽ hỏi ảnh muốn ăn gì hôm, hai đứa mình đi ăn nha. Chứ còn em có em nấu ăn gì cho chồng? Dạ, hai đứa em là không có nấu ăn luôn, toàn ăn tiệm luôn. Tụi em ở trên cái phòng á, ở dưới là kinh doanh hết rồi. Thì ở cái phòng đó thì chỉ có ở thôi. Tới rồi tụi em có căn hộ riêng, có đầy đủ hết rồi, thì em sẽ nấu ăn cho vợ em. À, em nấu ăn cho vợ em. Trời ơi, sao ngực ngạo vậy? Đáng yêu vậy? Vợ nấu chứ. Ôi, trời ơi, với lại ông chồng tuyệt vời nè. Người đàn ông này là chắc không có tật xấu gì đâu phải không? Em chồng tuyệt vời. Chị em kể em chưa tới khúc em mà. Thì đó giờ chị mới hỏi nè. Giờ thua đi chị, còn gì nữa không? Khoan đã, bên này bên là hay hổng em. Nói chung là không có bao giờ chịu thua em gì hết, cái gì cũng phải hơn. Em chạy xe em kêu ôm đi. Cái không chịu, cái em nói là không ôm, cho nhỏ khác ôm nha. Em nói cho nhỏ khác đi, em quen khác cưới khác sướng. Cái em quay lại em nói đừng nói tào lao nha. Em nói anh nói ngu chứ. Cái em tức quá, em nói không có thằng ngu nào mà cưới được em đâu. Thôi thường thường vậy thôi, im lặng đi rồi trở về đi. Tính ảnh thì thích phải phân tích cái vấn đề ra rõ ràng. Sau mà ảnh dừng xe ngay ngã ba luôn. Anh nói tại sao em lại nói anh ngu như vậy, em có biết là ngu là phải như thế này không, mà anh đâu có ngu đâu. Nói chung anh giải thích mà người ta đi ngang đi qua đi lại giống như hai đứa đang cãi lộn, em quê ơi là quê luôn. Mà lúc đó đang tức như vậy làm sao mà em hiểu được. Dạ. Thế còn em bây giờ cho em khui cái tật xấu của Trí á. Anh hay phân tích vấn đề lắm, ví dụ bên em cái đèn bị hư, em kêu anh cái đèn này hư nè anh sửa đi nha, thì ý em là chỉ muốn anh chạy thật là nhanh ra cái kiểu tiệm hàng anh mua một cái bóng đèn khác anh gắn vô vậy là xong. Nhưng mà không, anh bắt đầu anh ngồi phân tích cái bóng đèn này là bị đứt một bóng hay là nhiều bóng, cái hệ thống nó đang bị cái vấn đề gì, có xảy ra cái gì nghiêm trọng không, và mua bóng đèn ở đâu thì sẽ được giá tốt nhất, và cái hiệu gì đó sẽ hợp với cái thiết kế này, nhức đầu luôn á. Nhưng mà cái đèn đó là đèn thiết kế riêng, đúng mua không có. Vợ em không có hiểu cái vấn đề đó. Một liền cái bóng đèn khác vô thì nó bị sai với cái trang trí. Đúng rồi, phải nhập mấy ngày lận, anh rất là lâu. Rồi dạ. Còn gì nữa, cái vấn đề chậm nó nên kéo luôn cái sự mà hai đứa tâm sự. Ví dụ em đang kể một câu chuyện rất là gay cấn về một người nào đó đối xử với em như vậy là không tốt, xong em muốn ảnh là phải đồng nhiệt với em là ừ đúng rồi anh cũng thấy nhỏ nó vậy
không, anh im lặng vậy nè. Cái hỏi anh không thấy câu chuyện nó tức như vậy hả? Nói chung là anh phải suy nghĩ coi cái câu chuyện nó có tức hay không. Sau rồi một tiếng sau anh bực lắm rồi, em ơi anh suy nghĩ ra rồi, chuyện nó không có tức vậy đâu. Trời ơi. Đây là cho nên em rất là áp lực luôn, mỗi lần mà bực mình cái gì em đâu biết kể với ai đâu. Em muốn chồng em thay đổi cái gì? Dạ em chỉ cần suy nghĩ nhanh lên thôi. Còn theo mọi người nói thì anh rất là thương yêu em. Rồi bây giờ Trí mong muốn Xuân thay đổi điều gì? Dạ bớt nóng tính với em là em vui rồi, nhưng mà cái điều đó nó không quan trọng. Điều quan trọng mà em mong mỏi, em khát khao nhất là năm sau vợ em chịu đẻ em bé. Dạ chị thấy vậy nha, cái điều mà em nói là hoàn toàn chính xác, không cần ai nói, tụi chị ở đây cũng cảm nhận rằng Trí rất là thương em. Đó, cái vấn đề ở đây là em đừng bao giờ để mất đi cái người đàn ông này à, ha à, là cái thứ nhất là chị khuyên em. Cái điều thứ hai chị muốn khuyên em nữa là em nên có con. Em phải có con để gắn kết cái gia đình này lại. Em hiểu không? Điều thứ ba chị muốn nói như thế này, chồng em không thể nào mà có thể thay đổi theo như ý em muốn. Vì sao? Chồng em lớn tuổi hơn em nhiều, và trong cái cách suy nghĩ của chồng em là suy nghĩ của một người lớn, chín chắn, chứ không thể là giống như bây giờ á. Em phải chín chắn lên, chứ còn chồng em không thể nào thành là trẻ con giống như mình được. Cái đó nó khác. Và cái điều đó là em cần hòa nhập với chồng trong chuyện đó. Ha cưng ha. Bây giờ cái điều cần thiết nhất là có là em bé. Khi em có em bé đó, tự dưng em sẽ thấy em đầm giống như chồng em. Và em dạy con cũng giống như chồng em dạy em vậy đó. Khi mình dạy con, mình suy nghĩ là mình nên nói với con mình điều gì. Đúng không? Đúng rồi. Đó nha cưng. Dạ. Rồi, sắp tới là một năm ngày cưới rồi. Anh tạo động lực cho em nha. Đó, tạo động lực nữa kìa. Trời ơi, món quà bất ngờ. Wow, đứng lên cưng, đứng lên, trời ơi. Ồ, lấp la, lấp la. Trời ơi, các bạn, trời ơi Hoài ạ. Dạ là bất ngờ chưa? Dạ, rất là bất ngờ luôn á, hộp bự nữa. Cảm ơn em. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thận. Con tên là Nguyễn Thanh Long, năm nay con 30 tuổi. Hiện con đang làm photographer. Chụp hình hả? Rồi con đến từ đâu? Con đến từ con người Bắc Ninh ạ. Con đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Có nghĩa là con ở Hà Nội, con bay vô đây tham gia chương trình đó hả? Dạ. Bắc Ninh cùng quê với chị. Cùng quê với cô. Cô là gái Bắc Ninh đấy con ạ. Thế là còn con. Dạ, con cũng làm việc ở Hà Nội ạ. Con giới thiệu gì nè, con giới thiệu đi. Con tên là Nguyễn Thanh Nga. Con năm nay 28 tuổi và con hiện tại con đang làm thiết kế thời trang và làm stylist ạ. Ông xã làm photographer. Rồi bà xã làm stylist. Rồi có make up được không? Con cũng chỉ biết sơ sơ thôi ạ. Kim luôn make up đi để coi như hai vợ chồng coi như là lo trọn gói luôn. Tụi con bay vô từ lúc nào? Dạ bọn con bay vô chiều hôm qua. Rồi giờ quay xong chắc mai ra lại hả? Dạ. Ở lại chơi mấy hôm ạ. Vậy hả? Biết ở ngoài Hà Nội mùa này chắc đang lạnh lắm đúng không con? Dạ. Mấy ngày nay thì cũng đang rất là lạnh. Lạnh hả? Mình còn lạnh nè. Trong này là chỉ xe xe thôi chứ lạnh gì. Ý là so với thời tiết Sài Gòn thì mấy hôm nay Sài Gòn hơi bị lạnh. Mà Hà Nội mới đã. Hà Nội lạnh mới đã nhá. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi là hai con là lần đầu tiên gặp nhau ở đâu và có ấn tượng gì về nhau? Lần đầu tiên con gặp vợ con thì tại đám cưới của một cậu em chơi thân. Thì ngày hôm đó là ngày cưới thì chú rể là bạn chơi thân với con. Cô dâu thì lại là bạn chơi thân với cả vợ con. Đó thì ấn tượng đầu tiên con gặp vợ con thì đó là cái câu chuyện mà khi mà con đang trêu đùa với cả cậu em là con nhìn hai con búp bê ở trong phòng cưới ấy. Thì con có trêu là một cô vợ như cô này là sao trông hai con bê trông như hai con sách toy đấy. Thì sau khi con trêu thì con nghe phía sau là vô duyên con chửi ngay mà liền luôn. Con quay lại thì con thấy một bạn nữ nói xong bạn quay lưng bạn đi luôn. Đó, thế là con bắt đầu con để ý. Cay chứ mới đầu cay mũi chứ, nhưng mà con có kịp thấy mặt của cô này không? Thực ra lúc đấy là con cũng nhìn lướt qua đó. Nhưng mà cũng có ấn tượng. Bởi vì khi mình nói xong lại có một cô bé vả ngay vào mặt mình câu đó gì nữa. Cá tính chứ bộ, đúng không? Còn con sao? Thực ra thì con nói xong thì con cũng chả nhớ đâu ạ. Không, nhưng mà lúc mà con nghe anh ấy khen về hai con búp bê đấy thì cái cảm giác con sao? Con thì thấy là thằng cha này rất là vô duyên và con buột miệng con nói thế thôi ạ. Nhưng mà thực ra là lúc đấy con nói xong con không nhớ là con nói đâu.
Khi anh ấy gặp và anh kể lại thì con mới nhớ mang máng thôi. Thì cái đó là gọi là nó gọi là phản xạ vô điều kiện. Vâng, thứ hai những người nào mà bị chửi thì sẽ nhớ. Đúng rồi người ta. Bạn này là sẽ nhớ mà bạn này sẽ quên đi. Vâng. Nhưng mà là sau đó rồi một chút nữa ra ngoài tiệc thì có gặp mặt lại nhau không? Dạ, thực ra thì cuối buổi tiệc thì mọi người có nhờ con cầm điện thoại chụp hình giúp. Thì con lại cầm điện thoại con chụp hình đúng nhóm của vợ con với cô dâu chú rể. Thì thực ra là sau này khi mà quen nhau rồi thì con kể lại nhưng mà vợ con bảo là em chẳng nhớ gì cả. Không nhớ gì hết. Và cái giây phút mà cái anh này nó cầm máy chụp hình nguyên nhóm bạn á, con cũng chả nhớ về ông này đúng không? Con không có ấn tượng gì ạ. Thực ra con cũng bị cận ạ. Nhìn xa cũng không để ý người nào lắm. Thế rồi sau cái đám cưới đó thì lúc nào là tụi con lại gặp lại nhau? Thực ra là sau đám cưới thì con đã có ấn tượng rồi. Nên là con cũng tìm cách để con tìm info của các bạn nữ mà nói vậy. Con cũng có nhờ bạn con là làm thế nào để làm một bữa tiệc để mời bạn đến. Nhưng mà cũng không thành. Nên là con cũng tìm info, tìm Facebook, tìm Instagram. Rồi và cuối cùng tìm cách làm quen. Không? Thì có cái thông tin về bạn này thì con tìm thì con thấy là bạn này như thế nào? Có đúng với gu của con không? Đúng với người mà con đi tìm không? Con tìm được thì con thấy là rất là xinh. Điều đầu tiên là lúc đấy mới nhìn thật là kỹ, rất là xinh. Và con vào nhắn tin cho cô. Con chủ động, con cũng thả tim story với cả rep story liên tục. Nhưng mà chỉ có nhắn tin thì mới để lại ấn tượng thôi. Nó thả tim thì chắc chắn là cô này sẽ có rất là nhiều chàng trai thả tim. Dạ. Có nhắn. Rồi. Nhắn ở đâu? Dạ, thực ra là con cũng hay up lúc mà con làm bài đồ án lên ạ. Thì anh có nhắn tin hỏi han sức khỏe rồi là có hỏi con là có cần giúp đỡ không ạ. Thì thực ra là anh ấy làm chụp ảnh về thời trang mà con thì thấy là vào trong trang của anh ấy chả thấy ảnh up gì cả. Thì con thấy anh ấy hỏi là có cần anh giúp chụp không ạ. Thì con nghĩ là thằng trai chắc chụp xấu nên là mới kiểu muốn chụp miễn phí cho mình ạ. Xong là gặp nhau và nhờ anh ấy chụp bởi vì thực ra lúc đấy con hết tiền. Hết tiền làm bài. Tức là anh nói chụp free con như hỗ trợ cho con thôi đúng không? Vâng. Ủa nhưng mà con làm bài làm bài đồ án tốt nghiệp thời trang cuối bé này là con là sinh viên mà. Vâng, đợt đấy là sinh viên ạ. Thế là cuộc đời con phải cảm ơn một lần mình hết tiền đó. Chứ lúc đó nếu mà con có tiền con đâu nhờ ảnh là chụp đâu đúng không? Vâng ạ. Thì đâu gặp được chồng mình bây giờ. Nhưng mà lúc mà gặp lại thì có nhận ra ảnh không? Ảnh là cái ông có mà con... Có ạ, vì là thực ra là lúc anh ấy nhắn tin ở cho con ấy thì anh cũng kể là có gặp ở đấy rồi ạ. Nhưng mà con không nhớ vụ là con nói anh ấy vô duyên. Là con nói chuyện bình thường. Rồi như vậy là cái việc nhờ vả ảnh đó, vâng. Nhờ ảnh chụp free vậy có tiếp tục không? Thực ra thì sau buổi chụp đấy thì thấy chụp đẹp quá là về sau cũng có nhờ thêm một số lần nữa. Có free nữa không? Vẫn không lấy tiền. Nhưng còn mà chính ra con dại gái quá cơ thật. Nhưng mà chưa biết con được gì hay không mà lại mất công mất sức mấy lần liên tiếp như thế. Nhưng mà Long thích lắm đúng không? Được nhờ thích lắm đúng không? Bây giờ gái xinh nhờ thì phải thích chứ. Bạn này là để ý bạn này từ đầu. Thành ra là cứ đeo đuổi mới lại tìm thông tin về con này kia nọ. Đó. Thế cho nên là eo ơi sợ thật đi. Nó nhờ một phát một. Thế hôm đó đừng có nói với cô là đụng một cái show nào đó mà phải bỏ luôn cái show đó để đi chụp cho bạn này nha. Chỉ nghỉ làm thôi. Con xin nghỉ mất một ngày làm việc. Bởi vì khi đó con đang làm công ty. Thế có bị thiệt hại về lợi tức nhiều không? Thực ra là cái đó thì nó cũng không đáng là bao so với những thứ mình nhận được. Tức là có đó em. Có thì chắc chắn rồi, giải gái đó. Nhưng mà chú hỏi nè, cái lần thứ hai mà khi gặp lại cổ đó thì con có thấy là cổ có khác so với cái lần đầu mình chạm mặt trong bữa tiệc không? Dạ, có chứ. Đẹp hơn không? Con bị bất ngờ về đầu tiên là lần đầu khi mà con gặp mà vợ con ấy, là bà để tóc dài lắm. Và lần thứ hai thì gặp thì lại cắt tóc tém. Đấy là việc bất ngờ đầu tiên. Và việc thứ hai là mình chụp hình cho bạn ấy nhưng mà tức là bạn cũng có nhờ là chụp giúp thêm một hai người bạn, bạn ấy cũng làm đồ án tốt nghiệp thì hai bạn kia thì lại chụp trước. Thì bạn ấy tới và bạn ấy trong lúc chờ chụp thì con quay ra quay vào con đã thấy bạn ấy lăn ra ngủ. Không để tâm gì tới rất tới tự nhiên cả. Không em rất tự nhiên, em mệt em phải ngủ thôi. Lăn ra ghế sofa ngủ. Em mệt em phải ngủ thôi, em vẽ đồ án lâu coi như thức đêm thức hôm. Dạ vâng. Rồi nhờ tới lần thứ mấy rồi xong sao nữa? Chưa đâu, xong sao nữa, ấn tượng gì nữa? Bạn ấy cũng làm cho mình hơi hoang mang. Sao vì,
nhờ mình chụp, nhưng tới nơi thì cũng không nói chuyện gì. Chuẩn bị đồ xong là ngủ. Thế là mình cũng không biết phải làm gì. Mình cũng không biết là bà ấy cũng liệu có thích mình không. Hay là chỉ tạm thời là nhờ cho sóc. Ủa đó mới là lần thứ hai thôi đúng không? Đó là lần thứ hai gặp nhau. Lần thứ hai thì chắc là chắc là không thích rồi. Cái lần mà bạn này hết tiền đó, thì mới nhờ bạn này chụp free đó. Rồi xong rồi thế con ngủ đến bao lâu thì con mới thức? Đến khi mọi người gọi con dậy bảo là đến được con chụp thì con mới dậy ạ. Vâng. Ra thì hôm đấy là quá mệt bởi vì là con thức đêm rất nhiều, kiểu như thức đêm mấy tháng rồi ạ. Thì bận quá nên là đến cũng chả kịp mà make up, cũng chả gì đánh một cái son đến ấy ạ. Cả thôi chắc là anh ấy chả có ấn tượng gì đâu bởi vì là trông nó đúng là kiểu hơi nhếch nhác ạ. Thế là đến thì cũng anh vẫn bình thường, vẫn về vẫn liên lạc với mình bình thường ạ, cũng không kiểu chê bai là kiểu mặt mộc hay gì đấy xấu. Nhưng mà con có ấn tượng gì về anh này không? Thế là cũng vẫn bình thường ạ, không tại vì bận ngủ rồi cũng không nhớ. Con ạ. con không làm nổi bật về con á, thấy không? Đó cũng là cái tội. Nhưng mà sau khi mà con thấy hình thì lúc đó con mới ấn tượng đúng không? Vâng. Cái hình chụp mà ảnh đẹp ạ. Đúng không? Thì lúc đó con mới thực sự ấn tượng về ảnh đúng không? Và sau cái lần thứ hai đó thì bao nhiêu lâu tụi con chính thức yêu nhau? Một tháng chắc là khoảng một tháng á. Một tháng sau. Dạ. Là trong một tháng đó là mấy lần đi chụp free nữa? Thật ra là con chủ yếu đi ăn thôi ạ. Cũng không nhớ rõ nhưng chủ yếu là hai đứa rủ nhau đi ăn. Có cái buổi nào mà mình đã bị chụp free rồi mà mình còn phải mất tiền túi ra mình mời cô ấy đi ăn không? Dạ có, đấy sau là buổi đầu tiên luôn đấy ạ. Sau đấy đấy. Là cái ngày thứ hai, cái ngày thứ hai gặp lại đó, đúng dạ, không? Dạ đúng ạ. Bởi vì bạn này bạn ấy thức đêm mà không ăn uống, thương quá cho nên lo đi rồi ăn. Đến thì mệt rồi đói lả. Đó, thế là xong chụp xong thì là rồi rủ đi ăn. Nghĩa là sau một tháng là coi như là quen đầu nhau. Đầu tư đấy, đợi một tháng là đầu tư bao nhiêu lần đi ăn đấy em ạ. Vậy thì là Long sao tỏ tình trong lúc chụp hình đúng hay sao? Dạ không ạ, tỏ tình thì thực ra lúc đấy là trên cái đường mà chở nhau đi. Thì con có hỏi là em có rảnh không? Rảnh không thì làm yêu anh cho nó bận. À, có rảnh không làm người yêu anh đi cho nó bận. Theo rồi. Theo con thì câu tỏ tình đó nó lãng mạn không ạ? Không ạ, khá là nhạt. Nhưng mà con thực ra là cũng thích anh ấy rồi ạ. Là thấy nó nhạt nhưng mà mình vẫn buồn cười. Cười kiểu cười không động được miệng ạ. Bởi vì thích anh ấy. Đó. Đâu cô thấy cái đó đâu có nhạt đâu, có duyên chứ bộ. Tại vì con thấy cái đấy các bạn trên mạng xã hội nói suốt ạ. Có hai cái hình hai cái hình biếm họa đó. Vâng. Rồi như là tỏ tình với nhau trên một cái cầu. Em có bận không hả? Vâng. Kiểu mọi người nói nhiều quá xong anh bê nguyên đấy và cũng chẳng có gì hài hước gì hả? Không sáng tạo gì luôn đúng không? Có thể là anh nghĩ chắc anh nghĩ anh hài hước nên là anh khá là vui. Tức là trong cái không gian đó hoặc trong cái thời điểm đó nó lại không phù hợp. Rồi nhưng mà vẫn yêu đúng không? Vâng. Là vẫn nhận lời yêu mà. Các bạn là thích anh ấy rồi. Thích rồi. Rồi sau đó thì chắc có lẽ là liên tục coi như là hai đứa coi như kết hợp với nhau để mà cùng sản xuất ra nhiều cái bộ ảnh chất lượng đúng không? Dạ vâng. Dạ. Thế tụi con yêu nhau mấy năm? Tìm hiểu nhau mấy năm? Dạ bọn con yêu và tìm hiểu nhau một năm. Một năm. Sau đó là tiến đến quyết định là con cầu hôn vợ con. Thế trong một năm đấy thì có sóng gió ba đào hay là có lần nào mà ghen tuông rồi hờn giận rồi hiểu lầm rồi chia tay chia chân không? Hay là êm đềm? Thực ra thì trong cái thời gian yêu nhau bọn con ít khi cãi nhau lắm. Nhưng mà cũng có một lần là vợ con giận rồi cũng cắt liên lạc. Cắt liên lạc mất một tuần. Ôi, giận cái gì kinh thế con? Anh nói dối ạ. Nói dối chuyện gì? Không thành thật bởi vì thực ra là ngay từ đầu hai đứa yêu nhau ấy thì cũng đã nói hết là chúng mình phải thành thật với nhau, có gì phải nói với nhau hết. Và không được lừa dối nhau cái gì cả. Mà con thực ra là từ ngày bé đến tận bây giờ ấy, cuộc sống của con kiểu thanh niên nghiêm túc ấy ạ. Đó chỉ học và đi làm, không yêu đương linh tinh, không chơi bời gì ạ. Thế là con cũng các mối quan hệ xung quanh con cũng thế. Và con cũng nói với anh ấy là con yêu ai thì con cũng lựa chọn những người kiểu có lối sống lành mạnh một chút đi. Bởi vì con không muốn va vấp vào những người kiểu chơi bời rồi là nọ kia ấy ạ. Thì anh ấy cũng không thành thật với con, nói ngay từ đầu anh ấy như nào ạ. Và sau đó thì khi con phát hiện ra ấy thì con cũng khá là sốc. Bởi vì con không cảm thấy là không hai đứa không phù hợp với nhau nên là con cắt đứt liên lạc. Con phát hiện ra cái gì?
Thì bây giờ con biết anh ấy là một người trước kia khá là một người chơi bời. Vâng. Tức là đi chơi rồi có bầu bịch gì đúng không? Hay sao? Nhưng mà đó là trước kia mà. Vâng, thì con bạn là... bạn này không nói ra. Tức là hai đứa không, không đã bị nói dối ạ. Ừ. Là giận là anh giấu đó. Thành thật. Vâng. Giấu thật. Không nói hết. Đúng và trong khi con trong lúc thời gian là con trải lòng hết cho anh nghe dạ. Và những câu chuyện của con. Vâng. Còn ảnh thì không kể. Đúng rồi. Nên là giận, giận cắt luôn. Tức là về biến mất luôn. Giấu về vấn đề mà cũng có người yêu người yêu cái gì đúng không? À thưa người yêu không người nhưng mà anh ngày xưa anh cũng khá là chơi bời. Cũng đủ thể loại ạ. Nhưng mà cái lúc mà bạn ấy giận á, Long có biết lý do vì sao bạn gái mình giận không? Thực ra lúc đó thì con biết nhưng cũng không làm thế nào để liên lạc được. Thì mãi về sau con hỏi hết các bạn bè thì mới biết là vợ con trốn sang nhà bạn. Thế là mới tìm cách sang năn nỉ rồi xin lỗi rồi làm thế nào để xin lỗi được. Bao lâu mới hết giận? Cũng mất một tuần đấy. Không, cũng cái lúc mà con đến con xin lỗi cổ đó coi như là chẳng phải mất bao lâu thì cổ mới nguôi. Năn nỉ mất nguyên buổi. Một buổi trời. Rồi sao rồi từ lúc là, sau đó là con nghĩ gì trong lòng mà con quay lại? Đã giận một tuần rồi cơ mà đúng không? Vâng. Nhưng mà gặp mặt anh ấy thì thực ra là mình vẫn còn yêu ấy ạ. Và mấy cả nhìn mặt anh ấy cũng mắc cười. Thương cảm hay gì hay là thế thảm? Tại vì con không hiểu sao nhưng cũng là con nhìn mặt anh ấy con cũng buồn cười ạ. Vâng, không nhìn được cười thế là kiểu lúc đang giận nhưng tự dưng kiểu buột miệng cười hay ra thành tự dưng lại bị hớ. Hớ này là hết giận. Thôi thế hòa luôn. Vâng. Coi như là Hà vắng mặt. Thì mới giận tiếp tục. Thấy cái mặt thằng này là cứ buồn cười. Khi nào cãi nhau con sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nghĩ bởi vì lúc ấy là kiểu cãi nhau mà nhìn thì con sẽ lại bị buồn cười. Con lại thì cười đúng không? Vâng ạ. Tới bây giờ cũng vậy á, mỗi lần mà giận nhau là phải quay chỗ khác. Đúng rồi. Không nhìn vào mặt ạ. Để cãi nhau. Không nhìn mặt không phải là vì coi như là mặt anh không xứng đáng là tôi nhìn, mà vì mặt anh buồn cười quá tôi nhìn. Đúng anh tôi chịu không nổi. Sao có thấy buồn cười đâu nhỉ? Mặt con rất là đẹp dai xinh dai nhá. Ủa mặt con hay làm gì mà khiến vợ con buồn cười? Chắc là tại tính con cũng nhây nhây. Nó cũng cũng không biết diễn tả thế nào nhưng cũng hay hớn hở. Tụi con cưới nhau là được bao lâu rồi? Được 3 năm rồi ạ. 3 năm à? Vâng. Được mấy bé rồi? Dạ, con có một bé 15 tháng ạ. 5 tháng à? 15 tháng ạ. 15? 15 tháng. Vâng. Bé trai bé gái vậy con? Bé trai ạ. Như vậy là cưới xong là có em bé luôn? Không, một năm sau. Một năm sau mới có. Năm sau. Đúng rồi. Dạ. Ôi thế ông bà nội đấy có thằng con trai thế ông bà nội sướng không? Ông bà nội thì cũng trai gái đều được ạ, cũng không, không ý kiến gì ạ. Chứ còn thường là người Bắc á là coi như là đứa cháu trai đầu là thích lắm mà còn đích tôn nữa. Đích tôn đấy. Thích lắm ấy. Nhưng mà là lúc mà con đám cưới á, thì là con đã tốt nghiệp dạ, xong tốt hết nghiệp. Rồi đúng không? Dạ vâng, lúc con đi làm rồi. Con nghĩ là mới đi làm thôi. Vâng. Và công việc của bạn này thì là nhiếp ảnh dạ. Mà công việc nhiếp ảnh thì thật sự không phải là thu nhập nó quá cao. Vâng, cũng không được ổn định ạ. Lúc mà mới cưới thì có gặp những cái khó khăn gì không? Thế hai đứa cưới xong ra riêng hay là vẫn ở chung với ông bà nội, ông bà ngoại? Là riêng bởi vì con làm việc ở Hà Nội ạ. Tức là tụi con ra riêng như vậy là bao nhiêu thứ phải lo đúng không? Đầu cái là mình có nhà riêng chưa hay là mình thuê nhà? Dạ, cưới xong thì bọn con vẫn thuê nhà. Thuê nhà, rồi là hai đứa mặt đứa nào đứa đó phải làm công việc của mình đúng không? Dạ. Cái thời điểm đó là có nhiều khó khăn không? Cũng có, nhưng mà khó khăn có nhất khởi là... Có nghiệp gì nữa? Vâng, nhưng mà khó khăn nhất là thời điểm con sinh em bé. Tại vì sinh bé xong thì không ở gần ông bà nội, cũng không ở gần ông bà ngoại. Mà con thì kiểu như là cũng đang trong đà làm việc ấy ạ. Thì sinh em bé xong thì con vừa làm việc vừa chăm em bé là cũng kiểu bị sức khỏe, bị yếu nhiều ấy ạ. Tại vì sinh xong thì khoảng tầm được lúc con đang nằm ở bệnh viện con đã phải làm việc rồi ấy. Bây giờ kiểu như là mắt cũng bị mờ nhiều ấy ạ. Và cũng yếu hay ốm nữa. Vậy hả? Vâng. Long thì sao? Thật sự là đúng là cái quãng thời gian vợ con bầu và sinh em bé thì thực sự là nó là quãng thời gian khá là kinh khủng. Vì mình cũng không ở gần ông bà. Thêm nữa là công việc, thực sự là công việc hai đứa liên quan đến sáng tạo nên nó rất là áp lực về đầu óc. Nó dẫn đến cái việc mà vợ con stress rất là nặng. Đó. Thế có lúc ấy con stress thôi hay là có trầm cảm không? Trầm cảm sau sinh á? Thực ra là đi khám thì nó cũng có ạ. Thường là dễ bị trầm cảm sau sinh lắm, nếu bị áp lực nhiều á là phụ nữ hay bị lắm. Thế nhưng mà con đã
vượt qua cái đó rồi đúng không? Bây giờ thì ổn rồi đúng không? Cũng chưa đâu ạ. Tới bây giờ trong quá chưa? Trình điều trị ạ. Vẫn đang trong quá trình điều trị hả? Ồ, tức là bé được 15 tháng là hơn 1 tuổi rồi. Hơn 1 tuổi rồi. Con nhận thức được cái việc là con bị cái trầm cảm sau sinh đó nó là những cái biểu hiện gì và hiện tại là con phải điều trị như thế nào? Con bị mất ngủ khá là nhiều tại vì suy nghĩ nhiều và kiểu cơ thể nó đã mệt mỏi, chán ăn các thứ ấy. Mà thực ra thì là con cũng có nói chuyện qua mẹ anh thì mấy cả kiểu như là con cũng là cáu gắt và nói chung là vợ chồng con cãi nhau khá là nhiều. Anh ấy cũng thấy con có vấn đề về sức khỏe nên là đưa con đi khám thì là mọi thì bác sĩ cũng có khuyên là con phải giảm tải bớt công việc bằng nghỉ ngơi, dành thời gian nghỉ ngơi và kiểu ăn uống với cả để ý với cả cái giấc ngủ ấy. Tại vì con mất ngủ khá là lâu rồi ạ, cũng khoảng tầm 3 năm cả từ trước khi có em bé cũng đã bị mất ngủ rồi ạ. Thế tức là bây giờ con có gọi là điều trị đặt gọi là đồ vào cái việc mất ngủ không? Có là có phát đồ điều trị không? Ừ, có. Thực ra phát đồ điều trị của con thứ là chỉ là đang cải thiện lại cái thời gian làm việc và ăn uống với cả bổ sung các cái thực phẩm để cho mình dễ ngủ hơn nhé. Bởi vì xuất phát nhiều là mẹ con bị mất ngủ nhiều. Đúng rồi, cái stress với lại cái trầm cảm là những người mà mất ngủ nhiều là rất dễ bị. Vậy con cái giấc ngủ con đủ là ok. Tại vì có mấy ngày liền là con gần như con thức từ tối đến 6 giờ sáng luôn, kiểu như là nhiều lúc là kiểu bị mệt quá lịm đi chứ không phải là ngủ á. Lịm đi xong rồi sau tỉnh dậy. Tại con biết không, ngủ không được, nó suy nghĩ lung tung lắm. Cứ miên man nghĩ tầm bậy tầm bạ, nghĩ chuyện này sợ chuyện kia sợ qua chuyện nọ đó. Rất là mệt luôn. Mà nhiều khi kiểu mình không dám kể mọi người, bởi vì nhiều khi lại con cũng muốn tâm sự với người này người kia ạ. Nhưng mà khi con kể ra thì mọi người thấy nó bình thường và nghĩ là con hơi làm quá mọi việc lên ý. Nên là con lại tự giấu vào mình không dám nói ra. Không, ai? Không được, không được. Ai? Người nào phản ứng với không, với tức là đó. Bé nó sợ. Bạn sợ đúng không? Bé nó sợ là mọi người sẽ nghĩ là nó làm quá ra bởi vì tất cả những cái việc đó là tức là nó là một cái chuyện hết sức là bình thường thôi con. Nó mà tại vì nó là bình thường mà con. Cái chuyện mình mất ngủ nè, xong rồi mình ngủ không được, mình ăn không được, rồi mình gặp cái gì mình cũng cảm thấy mình chán, mình không có muốn thiết cái gì trên đời. Đó là chuyện bình thường nhưng nó là bất thường với một cái sự lặp đi lặp lại liên tục á. Nhất là cái việc mà con không ngủ được. Không ngủ được, nó suy nghĩ đủ thứ trên đời và con phải ngủ, nói không ngủ được ấy. Con phải nói ra. Bây giờ con nói với đứa bạn thân của mình cũng được, con nói với chồng cũng được mà con phải lắng nghe. Con phải lắng nghe. Nhưng mà con đã nói với chồng chưa? Và chồng con nói hết tất cả những cái vấn đề mà mình đang gặp phải với chồng hết rồi đúng không? Thực ra ban đầu thì anh ấy không quan tâm mấy bởi vì kiểu đàn ông mà nên là mấy cái này kiểu người ta cũng nghĩ qua qua thôi ạ. Về sau thì thấy sức khỏe với cả cái mối quan hệ của con kiểu đi xuống rất nhiều ấy. Thì anh ấy bắt đầu để tâm hơn và cũng đưa con đi điều trị và giúp đỡ con. Thôi. Tức là phải chú ý cái này nha con, tại vì thực ra vậy nè, cái trầm cảm sau sinh á thì nhiều người bị lắm chứ không phải mình vợ con đâu. Nhưng mà thường á cái phát đồ của nó là khoảng 1 năm là nó sẽ giảm thiểu đi. Và nó tự hết, tại vì cái người phụ nữ họ tự điều chỉnh được. Nếu như có cái sự hỗ trợ của những người xung quanh, họ tự điều chỉnh được. Nhưng mà vợ con 15 tháng mà vẫn còn như vậy á, là có nghĩa là bắt buộc con phải sát bên vợ con và lắng nghe vợ con nhiều hơn. Đó, nó là như vậy thì mới hết được. Thì nó sẽ hết thôi con ạ, nhưng mà đầu tiên giờ là cải thiện giấc ngủ. Bằng mọi cách là vợ con phải ngủ đủ. Cái ngủ xong khỏe hay là suy nghĩ tích cực lắm chứ không có tiêu cực nữa. Suy nghĩ tích cực rồi thì sẽ ăn được. Đó, nó vậy đó con. Rồi bây giờ ngủ được không? Thời gian gần đây thì con cũng đỡ rồi ạ. Thôi, nói chung là cố gắng. Phải ngủ được nha. Rồi chồng thì tối có canh con phụ vợ không? Có. Đó cũng là một cách để mà đồng hành với vợ. Thôi sẵn đây là con kể tội chồng con cho cô nghe luôn đi. Để cô khuyên nó luôn. Mình đến cái phần vui vẻ đi. Thực ra thì thấy thời gian bây giờ thì gần như là hai vợ chồng khá là hòa hợp, bởi vì hiểu nhau hơn ạ. Thời gian trước thì là anh ấy là có điểm đam mê với game. Mê game. Và khi yêu nhau thì thực ra con dễ tính lắm. Con không hề bắt anh ấy phải làm gì đâu ạ. Không bắt anh ấy làm phải mua này mua kia cho mình. Hay là em nhiều khi là các bạn nữ bây giờ ấy thì thường là đòi hỏi người yêu là phải mua cho mình đồ này đồ kia. Nhưng mà con thì không, con thấy cái đấy là không cần thiết. Anh ấy thì cũng nghĩ là con dễ tính, nhưng mà cái vấn đề chơi game anh ấy chơi từ khi yêu con đến khi lấy rồi ạ. Và khi có con vẫn chơi. Tới bây giờ vẫn còn mê game? Thực ra bây giờ vẫn mê lắm nhưng mà cũng hạn chế. Tại vì cũng biết là vẫn còn. Vẫn còn. Đó. Còn gì nữa nè? Thực ra là vô tâm.
Vô tâm thì con nghĩ là như đàn ông thì ai cũng như vậy ạ. Không, không phải đâu. Không phải là đàn ông nào cũng vô tâm đâu. Vâng. Đó. Nhưng mà đa số thì không. Con không có bạo biện được cái chuyện đó cho chồng con, không có vô tâm. Rồi. Có thể vô tâm lúc chưa có gia đình thôi. Nhưng mà khi mình đã có người yêu rồi, mình lấy người ta rồi, mình lại có con rồi thì mình không thể vô tâm được. Cái đó chữa được nha con. Bệnh vô tâm không phải là nan y nha con nha. Vâng. Tại vì con biết anh ấy là người khá tốt bụng ấy ạ. Là vấn đề vô tâm chẳng qua là mình lúc nào ở bên cạnh anh ấy kiểu thành ra để tâm ra cái vui vẻ khác như là chơi game hay là hẹn hò bạn bè các thứ ấy. Thì anh ấy để tâm cái khác thôi, chứ còn đâu thật ra khi mà ở với con thì anh vẫn yêu thương con và con nhiều làm gì thì anh cũng sẽ làm cho ạ. Rồi về nhà thì có bừa bộn không? Thường mấy ông nhiếp ảnh là hay quăng này quăng kia, có không? Có ạ. Và con là người dọn dẹp. Thực ra là ban đầu là con có dọn, nhưng về sau là con bắt phải dọn để cho mà nhớ, nhưng mà cũng không nhớ ạ. Nhưng mà bây giờ có cải thiện không? Đỡ, ví dụ như là 10 thì đỡ được khoảng tầm 4 năm thôi ạ. Tại vì cái tính như vậy rồi không biết thế nào. Cũng rồi đỡ. Bây giờ hai vợ chồng làm chung công việc, chồng thì nhiếp ảnh, vợ là stylist đúng không? Vâng. Nhiều khi là model luôn. Tại vì làm chung công việc thì có phát sinh cãi vã hay là mâu thuẫn gì không? Đó. Style mỗi người có mỗi khác không? Hay là hòa hợp được cái style đó, em thích cái mẫu này nó phải dày không, em phải thích cái mẫu khác đó, như vậy là không được. Rồi một hồi là bắt đầu mâu thuẫn, bắt đầu là tranh luận với nhau đó. Thực ra là làm việc với nhau thì nó phát sinh ra rất là nhiều vấn đề mâu thuẫn. Bởi vì vợ con thì lại là một người làm việc cực kỳ tập trung và nghiêm túc, trong khi tính con khi làm việc nó bị trái ngược. Là con lúc nào con cũng thích có nhạc rồi vui vẻ rồi tạo mood. Có nhiếp ảnh là vậy đó. Nhưng mà khi mà làm việc với vợ con thì vợ con lại là người cần cái sự tập trung cao độ, đắt nhạc. Đó. Có nhạc được nhưng mà phải tập trung và làm nhanh gọn, không được dài lê thê. Rồi, sẵn đây, kể tật xấu của vợ luôn đi. Thực ra là tật xấu thì đến thời điểm này con cũng không thấy vợ con có gì nhiều ngoài cái tính nóng nảy. Khó tính không? Lúc trước khi cưới thì con có nhận xét vợ con là dễ tính. Sau khi cưới thì vợ, người yêu tớ dễ tính lắm. Sau khi cưới thì phải thêm chữ nóng là dễ nóng tính. Dễ nóng tính. Chứ còn không khó tính hả? Khó không. Tính, kỹ tính, nóng tính. Có. Vợ con không phải là người khó tính, mà vợ con là người cầu toàn và kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính và nóng tính. Kỹ tính và nóng tính. Có ghen không? Cũng ghen ác. Tại vì chụp hình cho người mẫu nhiều mà đúng không? Tài xế là một nè. Nhiếp ảnh là hai nè. Diễn viên điện ảnh là ba nè. Đó là ba cái đối tượng đó là dễ làm cho vợ. Cái từ khi có người yêu mới lợi lấy vợ thì không chụp mắt mẻ bao giờ. Hay sửa áo, sửa này, sửa kia rồi. Nhưng mà là... có khi nào mà con ghen với cái công việc của ảnh không? Không, tại vì là thực ra thì con mấy cái anh ấy thường làm việc chung và anh ấy cũng sửa ảnh và cũng hay cho con xem ảnh gốc của mọi người cũng không được đẹp như ảnh Photoshop ạ. Cho nên không có gì phải ghen đúng không con? Họ cũng giống mình. Rồi con mong muốn vợ con thay đổi điều gì đâu? Thực ra với con thì những cái điều mà vợ con làm con rất là trân trọng và cảm ơn. Con chỉ muốn vợ con hãy luôn bình tĩnh và lắng nghe, bởi vì mọi điều con hay là người thân làm chỉ mong một điều tốt nhất cho vợ con. Nên là với vợ con là một người nóng tính thì bây giờ chỉ cần lắng nghe một chút. Lắng nghe một chút để biết được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Còn con sao? Con mong chồng con thay đổi điều gì? Thật ra thì bây giờ anh đang thay đổi rồi ạ. Nên con mong anh ấy là vẫn tiếp tục như thế thôi ạ. Dạ, anh thay đổi gì? Anh đã thay đổi gì? Anh bây giờ cũng không vô tâm và cũng không quan tâm đến con và con trai con ấy ạ. Về chăm sóc gia đình, về nhà, đi làm về thì giúp vợ làm hết việc nhà. Em chỉ việc là làm nghỉ ngơi thôi ạ. Ôi vậy đâu. Như vậy có nghĩa là chồng con đang xác định là chồng con phải làm sao để cho con hết hẳn cái stress, cái trầm cảm của con đó. Và từ khi yêu và lấy con thì anh ấy ngày trước anh cũng có chơi bời, cũng thử hết các thứ, nhưng mà từ khi yêu và lấy con thì tự nhiên con không bao giờ thấy anh ấy hút thuốc, bởi vì con rất sợ cái mùi thuốc ấy ạ. Không bao giờ hút thuốc và cũng dần dần bây giờ cũng không chơi game nữa. Thế thì tốt, thay đổi rất nhiều với con. Thật ra là chúc mừng con. Và có thể nói là con chắc con hết cái vụ trầm cảm sau sinh rồi đó. Nhiều khi con không biết đó. Với lại lên chương trình ngày hôm nay với sau khi con nói được hết ra rồi, với sự chia sẻ của chị Vân cũng như là với những cái
hành động của chồng con thì chú nghĩ là cái việc mà để gọi là con vượt qua cái trầm cảm sau sinh đó chắc có lẽ là nhanh chóng thôi. Họ biết đâu bây giờ là đã hết rồi đó. Thực ra là cũng hết bởi vì là vẫn con vẫn còn bị suy nghĩ và lúc nào bình thường ấy thì con sẽ nghĩ được là anh ấy rất tốt, nhưng mà khi mà lên cơn ấy, cũng là lên cơn ấy thì là không suy nghĩ được gì nữa. Đúng rồi, tại cậu vì cái giận. Tức là bạn là vẫn vì cái bệnh nó chưa hết cho bạn dễ bị kích động. Đúng chứ không phải là bạn chỉ nóng vì... tính đâu. Bạn kích động thì đương nhiên bạn không kềm hãm được là bạn phải bùng phát lên. Đó cho nên rằng là bây giờ á, cái việc mà con cải thiện đầu tiên là con phải tìm giấc ngủ. Con cứ đi tìm giấc ngủ xong đi. Rồi bắt đầu tự động là nó sẽ bớt đi tất cả mọi thứ. Và bây giờ muốn tìm giấc ngủ cho dễ á, thì tạm thời một thời gian cái công việc của con á, con xả hết ra. Con đừng suy nghĩ gì đến công việc nữa. Tại cứ coi như con cứ đổ thí cho chồng con đi. Anh kiếm tiền, anh lo toan này kia nọ ấy đi. Bắt đầu con xả ra. À, con chỉ nghĩ đến chuyện là giờ chăm con nè, chơi với con nè. À, rồi trang hoàng nhà cửa hoa hè. Nói chung là hoặc thích đi coi phim thì là em đi coi phim. Thích đi ăn hàng thì em đi ăn hàng. Đại khái như vậy. Để con tìm lại cái giấc ngủ. Tại con càng suy nghĩ con càng không ngủ được. Và cái dòng nó ngộ lắm con. Đó. Nha. Rồi bắt đầu là con cứ tập từ. Thường á là cô thấy ở trên YouTube á nó có cái mà cái nhạc á, cái nhạc ngủ á. Nhạc nghe vào ngủ liền. Ờ, nhạc nghe ngủ á. Được lắm á nha, mới đầu có thể con cũng chưa. Thử rồi nhưng mà cái không, con cứ để hoài. Con đừng có thấy là một hai lần con thấy không có ăn thua gì. Không, con cứ để hoài. Nhưng con tạo nó tạo thành một cái thói quen là con cứ để con nghe. Con ngủ lúc nào con không biết. Ừ, bây giờ con đi tìm giấc ngủ trước đi, rồi con hãy tính tới những chuyện kia. Còn bên cạnh là con là chồng con đã biết cái cách để trị cho con rồi. Thì giờ anh vẫn tiếp tục anh làm cái điều đó. Vâng. À, còn riêng con là con phải tìm giấc ngủ cho cô. Còn riêng Long thì chú muốn nhân cái cơ hội đến với chương trình Vợ Chồng Son này và nhìn thấy cô vợ mỏng manh yếu ớt của mình đang trong cái giai đoạn này thì đang rất là cần một cái gì đó từ phía Long. Đó, và nhân cơ hội này thì chú nghĩ là Long nên có một lời nói hay một cái hành động gì đó để mà nói với vợ mình nhân cái kỷ niệm ngày hôm nay. Đúng rồi. Nói. Thật ra thì nhìn nói với vợ nghe. Nhìn vào mắt vợ. Ôi, vợ để cho vợ yên luôn. Tâm nè. Ừ. Nắm tay vợ đi. Thật ra thì anh biết tất cả những cái điều em đã hy sinh, em đã làm hay em đã vượt qua để ở bên cạnh anh và con. Bằng mọi giá, bằng bất cứ hành động hay sự đánh đổi nào thì anh cũng chỉ mong một điều duy nhất là em vui vẻ và khỏe mạnh. Những thứ khác không quan trọng. Nói cái cho chồng yên tâm đi con. Chúng mình cùng cố gắng nhé. Ôm vợ cái đi. Ấy, trời ơi, tình tứ quá cô. Mà xúc động lắm á. Ừ. Thôi cô cũng chúc cho tụi con sẽ hạnh phúc với cái sự lựa chọn của mình nha. Hai đứa các con đã chọn nhau rồi. Thì các con đã chọn hạnh phúc và chọn yêu thương rồi thì tụi con sẽ bền vững với cái điều tụi con đã chọn nha. Cố gắng ha. Xin cảm ơn hai vợ chồng Long nha. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại ha.